Và như vậy là tháng 10 tới đây, chúng ta sẽ được trên tay chiếc Switch mới có tên gọi là OLED model với những nâng cấp đáng kể cùng với mức giá là $350. Anh em nào chưa xem, chưa biết Switch OLED model là gì thì có thể xem lại tại đường link đang hiện ở phải màn hình nhé. Còn trong video này, hãy cùng tìm hiểu xem là ngoài những thông tin có được trong trailer ấy thì thế hệ Switch mới có gì thay đổi, có gì khác biệt nữa so với Switch V2 hiện tại mà Nintendo chưa cho chúng ta biết qua trailer hay không? Nào, cùng bắt đầu video thôi. Nintendo xác nhận rằng ngoài nâng cấp loa cho chất lượng âm thanh tốt hơn thì phần cứng của Switch phiên bản OLED sẽ vẫn được giữ nguyên, tức là chúng ta sẽ không có CPU mới và bên cạnh đó là dung lượng RAM cũng sẽ không thay đổi. Điều này cũng ít nhiều gây thất vọng cho các fan bởi vì thậm chí là chúng ta còn không có màn Full HD, xuất hình ảnh 4K mà trải nghiệm game chưa chắc sẽ mượt hơn bởi phần cứng được giữ nguyên như vậy. Thông tin thứ hai được hé lộ đó chính là chiếc dock của Switch mới và dock của phiên bản cũ V1 và V2 có thể hoán đổi cho nhau. Tức có nghĩa là nếu bạn đang sử dụng một chiếc Switch V2 thì có thể mua riêng dock mới để có thêm cổng LAN để chơi game online mượt mà hơn. Và ngược lại cũng vậy thì phần tablet của Switch mới cũng sẽ tương thích với dock cũ. Thông tin thứ ba đó là thời lượng pin trên chiếc máy Switch mới vẫn tương đương với V2 là vào khoảng 4,5 đến 9 giờ chơi, cũng như là thời gian sạc tương tự là vào khoảng 3 giờ là đầy. Kết quả này là do màn hình OLED tuy lớn hơn nhưng công nghệ tiết kiệm điện năng hơn, cho nên là sẽ không có khác biệt rõ ràng nào về thời lượng sử dụng. Còn về phần hỗ trợ tai nghe Bluetooth, điều mà thật sự rất nhiều fan mong muốn thì có vẻ như là Nintendo lại một lần nữa làm chúng ta thất vọng. Đại diện của Nintendo phát biểu với trang tin The Verge rằng chúng tôi không có thông báo mới gì về vấn đề này. Nhưng cũng giống như phiên bản Nintendo Switch và Switch Lite trước đây, model OLED vẫn sẽ hỗ trợ công nghệ Bluetooth đặc biệt, giúp nhận diện Joy-Con và cũng như là các tay cầm chuyên dụng. Và mặc dù là hệ thống loa sẽ được nâng cấp trên phiên bản mới, nhưng Nintendo cũng cho biết rằng sẽ không có thay đổi nào về mặt trải nghiệm nghe nếu như bạn sử dụng tai nghe có dây hoặc loa TV khi chơi game trên Switch OLED. Trong những bức ảnh chụp thực tế của Switch mới, mình có để ý thấy bên cạnh con ốc máy có một chiếc nút nhỏ. Không rõ có phải là một chiếc nút hay là không, hay là một cảm biến. Nhưng mình chưa hề biết công dụng của nó là gì, bởi trên chiếc Switch mình cầm trên tay ở đây thì không hề có. Nếu anh em biết nó là gì thì hãy chia sẻ tại phần comment ở bên dưới nha. Hoặc là có thông tin mới, mình sẽ update cho anh em. Bên cạnh đó thì một số chi tiết ở cạnh trên này cũng được thiết kế lại, như là khe tản nhiệt, khe bỏ thẻ game, nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn, đúng không? Ở phần chân trống được khoét một lỗ vuông bò tròn, có tác dụng là gì anh em biết không? Cho 3 giây suy nghĩ nha. 1, 2, 3. Ok, nó có tác dụng là giữ cho tablet cố định khi chúng ta đặt máy vào dock, bởi vì bên trong sẽ có một chiếc lẫy, nó sẽ thò ra và giữ lại. Thực tế thì Switch đời 1 và 2 thì cũng đã có rồi, và thay vì khoét trên thân máy thì giờ đây, ở thế hệ mới, nó nằm luôn trên cái stand, trông hài hòa hơn. Và mình nghĩ ít ai để ý đến chi tiết này đúng không nào? Rồi, quay trở lại với chiếc dock thì bên cạnh sự bổ sung của cổng LAN mới thì mình có để ý đến khe tản nhiệt trên dock giờ đây được làm lại với những dải khe xiên chéo và rộng rãi hơn nhiều so với đời cũ. À mà khoan, tua lại một chút. Không những một mà là hai khu vực tản nhiệt luôn nha. Đó, như vậy là chắc hẳn rằng khả năng làm mát máy cũng sẽ được nâng cao, giúp cho máy Switch không bị quá nhiệt nếu như chúng ta chơi ở chế độ dock trong thời gian dài. Và một điểm đáng chú ý khác là phần nắp của dock giờ đây có thể tháo rời ra luôn này. Và cổng USB 3.0 bên trong dock sẽ không còn. Chúng ta chỉ còn lựa chọn cắm hai cổng USB 2.0 ở bên ngoài mà thôi. Ok, và đó là những điểm mình thu thập được và soi được trên model Switch OLED mới. Thắc mắc thì vấn đề đó, chờ có máy trên tay đã rồi khám phá sau. Anh em thấy chiếc Switch mới này như thế nào? Có sẵn sàng xuống tiền mua hay không? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.